14 giờ chiều đã có mặt tại sân bóng Ikuno Korean Elementary School. Đứa này đá bao giờ mới bắt. Giao hữu với team áo vàng Nghệ Tĩnh Osaka. À ha, tưởng đâu thua rồi chứ. Tiếp tục đua F1 nha. Mất bóng ở một vị trí rất nguy hiểm. Bắt bài thành công. Electrico bằng chân phải, chuyển hướng 180 độ bằng chân trái. Đồng đội đang chống trái, tạt chế banh bốc khói luôn. Cơ hội. Tôi là Thi Freestyle. Xin chào anh em, mình vừa có hành trình dài 6 tiếng đồng hồ bay từ Hà Nội sang Osaka, Nhật Bản. Giờ thì làm thủ tục nhập cảnh nè, điền cái form cũng đơn giản và nhẹ nhàng. Nhập cảnh xong rồi nha, được anh Đậu Đăng Bảo, chủ tịch hiệp hội Song Lam Chabon ra đón luôn. Dã man, ekip này đi hành lý nhiều dữ. Bưng đồ nhiều cỡ này thì hai đồ thành bưng đồ rồi anh em. Tôi đang ở sân bay Kansai Osawa. Ủa lộn, Osaka. Xe đẹp quá vậy. Trời. Chuyến đi Nhật này mình đi cùng với lại Hoàng Tuấn, Hoàng Cường, HTC Group, Cán Ruiz, Anh Gà Con, diễn viên Trương Hoàng, cầu thủ Phủi Tuấn Vĩa. Vừa đến nơi thì được mấy anh em người Việt tại Nhật ra đón đông vui quá. Từ sân bay Kansai đi vào trung tâm thành phố Osaka thì địa điểm đầu tiên mình ghé qua đó là nhà hàng bò Kobe đỉnh của đỉnh này nha anh em. Bifuteki Kawamura Premium Kitasinchi Restaurant là tên của nhà hàng bò Kobe này. Theo mình được biết thì đây là những bằng chứng nhận bò Kobe ngon nhất thế giới. Ôi là được ngay bác chủ nhà hàng 81 tuổi này tiếp đón luôn. Linh Đoàn là người em bên Nhật kết nối cho bữa ăn siêu hoành tráng này nha. Anh em đi Osaka thì có thể ghé qua nhà hàng này nha. Không rẻ đâu, nhưng mà tao nói nó ngon kinh khủng cả nhà ơi. Địa chỉ nhà hàng này mình có để trong phần mô tả, anh em nhớ kéo xuống xem nhé. Và để cảm ơn bữa ăn này của ông Kamamura, mình tặng ngay một tiết mục tân bóng nghệ thuật ngay trước nhà hàng luôn. Wow wow, taxi bên Nhật Bản đẹp quá anh em ơi. Lúc này thì cả nhóm sẽ đi bộ về homestay, cách chỗ ăn bò 1,2 km. Ây da, đây là cửa hàng gì vậy cả nhà ơi? Lạ quá, tôi không biết là gì luôn á nha. Mãi lo quay clip, bị cả đoàn bỏ xa nên cắm đầu chạy. Cuối cùng cũng đuổi kịp mọi người. Xíu tí bị lạc. Đây rồi, homestay mà nhớ mình ở 2 ngày tại Osaka. 7 giờ tối nha anh em. Trời vẫn còn sáng. Wow, chiếc mẹt mui trần này đẹp quá. Vòng vòng ngoài đường sáng giờ, bên Nhật thấy nhiều xe đẹp giả man. Tối hôm nay đoàn mình sẽ ghé Fantasy Food Garden. Dưới quán ăn này có cả quán bar Fantasy Club luôn nhé. Anh em nào sang Osaka mà muốn ăn nhậu theo kiểu Việt Nam thì có thể ghé đây nha. Địa chỉ mình để trong phần mô tả.
Mình đã rời khỏi quán bia, tranh thủ đi dạo phố phường trung tâm Osaka, Đồng Giả Men. Đây phía trước anh là cái cầu Nam Bà đấy. Oh. Anh với anh chụp ảnh là người ta biết anh đang ở đây. Anh mới chụp cái người đi đường ấy. Cái hình người á. Cái này là cầu Nam Bà. Đồng quá. Đồng quá. Đồng kinh khủng. Đây là biểu tượng hả? Nghe nói đây là biểu tượng. Yên tâm cái này. Mười một giờ khuya, trong lúc cả đoàn còn quẩy dưới bar, mình tranh thủ về khách sạn nghỉ ngơi, kết thúc ngày đầu tiên tại Nhật Bản. Đi taxi bên này. Gì? Anh gọi bảo là taxi. Không, họ giữ quầy. Đi về hướng tây. Ngày thứ hai ở Osaka, trong hành trình đi biểu diễn và đá banh giao lưu ở Nhật Bản. Nói dậy sớm 11 giờ mới dậy, giờ mới ăn trưa luôn rồi. Nay ăn mì ramen nha anh em. Đối diện quán mì có một sân bóng cát bỏ trống. Ủa sân cát. Nhưng cửa đã bị khóa. Rồi cửa cổng. Không khóa thì vào làm vài đường rồi. Thấy sân banh chân ngứa ghê. Bốn giờ chiều đã có mặt tại sân bóng Ikuno Korean Elementary School. Rửa xịn vậy. Nếu cần thì dắp nó ở đây. Rửa này đá bao giờ mới bắt. Ở đây bên rìa có mấy xe này để chơi xiếc đúng không ta? Một bánh bên cạnh sân bóng nè. Đây có khu vui chơi nữa. Đồ tôi nhé. Thay đồ thay giày luôn. Bây giờ thì mang giày thôi. Tiếp tục là đôi Vabo 15 Pro TF từ Thanh Hùng Futsal. Khoan, dừng lại 2 giây. Đôi Vabo 15 Pro TF này còn có những màu hồng, xanh lam, trắng kem nữa nha. Giá hiện tại thì trời ơi, ta nói đang là siêu tốt cho những anh em fan cuồng Vabo luôn đó. Nhanh chóng sang Thanh Hùng Futsal để sở hữu ngay một đôi đi nào.
Sẵn đây, mình gửi tặng 3 anh em bất kỳ comment vào free clip này, 3 mã giảm giá 200k. Vậy nên anh em comment nhiệt tình vào đây nha. Đợt này qua đây lạnh nên mình mang cả quần legging nữa. Lúc này thì vừa mang giày vừa quan sát đối thủ là Nghệ Tĩnh Osaka FC khởi động. Bên kia suốt khởi động kinh quá, nhìn mặt cũng hơi căng. Trời đẹp không? Rồi, giao hữu với team áo vàng NTO FC của bầu Đậu Đăng Bảo. Chào khán giả bên góc livestream, chào khán giả bên phía này. À, năm chưa chạy nghỉ nha. Năm chạy vui á. Em nhắc đây. Rồi. Đúng rồi, đâu đây. Em nhắc đây. 2 3. Ơi. Em yên tâm rồi. Ô là là, pha chạm bóng đầu tiên của mình nha. Quyết định đi bóng tốc độ. Ây chà, hơi bí rồi, đành phải quay về thôi. Vẫy tay kêu ông đội cắt vô trong đi, chỗ này để mình lo. Nhận bóng ra trước mặt, lắc giữa, dứt điểm. Trời ơi, vô cùng thành phía sau. Lấy kia đi vậy. Wow wow, pha sau game hay quá. Chuyền về kỹ thuật nữa nè, đội này căng rồi nha. Đường triển khai bóng đã bị offside. Tấn công cho cầu thủ áo vàng. Xuất xa. Hay quá Gun ơi. Và cắt bóng tốt của Hoàng Cường. Phản công nào. Nhận bóng ở đây, quan sát ở trong, không có ai hết, đành phải quay về thôi. Ây da, ở giữa đâu hết rồi, bỏ vào bọc lót thôi. Cơ hội cho Nghệ Tĩnh Osaka, đánh đâu, vọt xa ngang. Bật tường hay, dứt điểm, không vào. Ok, tốt tốt. Đồng đội đang chống chạy, tạt chế banh bốc khói luôn. Cơ hội. Như vậy là đã có bàn thắng cho các cầu thủ áo xanh. Và đã phạt góc của cầu thủ NTO FC. Vô sân nhà bên cạnh luôn. Trong lúc lượm banh, tranh thủ làm miếng nước cái, khác quá trời khác. Thêm một pha đá phạt góc nữa của đội chủ nhà. Tiếp tục lột pha, phá bóng tốt. Xuất xa. Không vào. Pha cản phá bóng bằng đuôi của thủ môn. Một pha thả đáy rất tốt của đội bạn. Đường chuyền ngang rất nguy hiểm. Xời, bắt bài hay quá thủ môn ơi. Anh già con quyết định đột phá. Trả ngược về cho Tuấn Vĩ dứt điểm. Không vào. Thủ môn của cả hai đội đều rất xuất sắc. Trương Hoàng ở ngoài biên, mình lót ở giữa. Úi chà, may mà khép chân kịp, không là mất 30k rồi. Vừa quan sát ngoài biên, vừa bắt bài được chi vô giữa. Cắt bóng nè. Xử lý pha này sau đây. Một chạm nhanh gọn lẹ. Hòa Nhấp đỡ bóng vào khoảng trống hay quá. Dứt điểm góc hẹp, không vào. Hiệp 1 của mình đến đây là đủ, thay người thôi. Ủa sao cà nhắc ra vậy? Anh lại hỏi nữa. Vì sao? Đứt chân. Đứt dây chằng hả? Chéo trước. Vậy mà nãy giờ thấy đá ầm ầm trống hả? Đá tốt mà. Nhưng mà đứt tiếp mới ra chứ. Anh có biết đâu. Ủa giờ đứt nữa hả? Không phải đùa đâu. Có 2 sợi, nó bảo. Ý là bị đứt rồi mà chưa mổ. Chưa mổ, vẫn đá được. Vẫn đá được. Em đi thăm làm thiết, em đấm em mới chạy mà. Vậy là do đứt dây chằng không mổ nên đá lại đã đau liền đúng không? Rồi vài bữa nữa có đá nữa không? Có chứ. Có chứ. Rồi là hết đau đá tiếp đúng không? Rồi có tính mổ không vậy? Có. Rất nghiền á. Đừng có đá nữa, đá càng đá nó càng hư. Bây giờ muốn đá có đá được không? Sợ đá nữa hư sụn á, nên
em để mấy anh lắm em mới đá đấy. Dạ, ok, cảm ơn em. Em tên gì vậy? Tấn hả? Em làm công việc gì bên này? Em đang làm xưởng, làm xưởng. Xưởng hả? Xưởng. Ok. Rồi tính làm bao lâu rồi về? Bao giờ có tiền thì về. Ok, rồi chúc em nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc ở đây. Rồi chữa chân. Tôi có lấy TikTok không anh? Hả? Có. Nãy em tên gì em nói rồi? Tấn. Tấn đúng không? Hoàng Trọng Tấn. Hoàng Trọng Tấn đúng không? Hy vọng là em sẽ có một sức khỏe tốt để chữa sẽ theo và công tác tốt. Nha, sẽ chữa chữa chân nha, để về không tốt. Rồi bao không có che cho mày đâu. Tiếp tục là chuyên mục freestyle vòng quanh nước Nhật. Em bị gì hả? Chấn thương dây chằng. Hai chân luôn. Bên này thì bị tràn dịch. Dạ, giờ còn sưng nè đúng không? Nên thành ra không đá được nè. Chứ hôm nay cũng muốn vào tham gia cùng anh em cho vui rồi. Ok. Tiếp tục trận đấu và đây là hiệp 2. Dê Quang. Úi chà, nhận bóng hơi lụp cho một tí. Canh me kiếm 30k nhưng không thành công. Đội bạn đá phạt góc, mình đeo camera không đánh đâu được thì đánh ngực nè. Trời ơi, chưa? Cơ hội phản công nhanh ở thành lan cánh phải. Không có đường chọc khe ra biên. Ô là là, số 30 mất bóng, cơ hội phản công. Đối diện 1-1. Ây da, đối thủ khép chân kỹ quá. Hay. Cán, nhanh chán. Cán. Hết. À ha, tưởng đâu thua rồi chứ. Tiếp tục đua F1 nha. Mấy em nghệ tỉnh khỏe quá. Chơi thể lực không lại rồi anh em ơi. Mất bóng ở một vị trí rất nguy hiểm. Bắt bài thành công. Quan sát một cái trước khi nhận bóng. Dắt bóng vô giữa. Chuyền cho đồng đội. Dứt điểm, không vào. Một cú đá rất mạnh, nhưng thủ môn phản xạ rất tốt. Ra biên cường. Một đường chọc khe rất tốt của NTO FC, nguy hiểm quá. Như vậy là đã có bàn thắng cho anh em Nghệ Tĩnh Osaka. Đội bạn che đường chuyền, dẫn lên tiếp thôi. Kìa rồi, Trương Hoàng đã có khoảng trống, chọc khe nè. Trời ơi, cơ hội đã trôi qua trước mũi chân của cầu thủ số 77. Ta-da, pressing luôn. Trời. Cơ hội cho Đậu Đăng Bảo. Dứt điểm chân trái, hơi hiền. Nhận bóng quay ra biên. Electrico bằng chân phải, chuyển hướng 180 độ bằng chân trái. Bắt bài đường chuyền hay quá Tuấn Vĩ ơi. Phản công. Đường chọc khe rất thoáng cho Hoàng nhấp. Động tác giả qua người hay. Đặt lòng chân trái. Hay quá Hoàng ơi. Một cú đá quá gọn gàng. Một pha cắt bóng tốt của Hoàng nhấp. Thêm một pha cắt bóng thành công nữa. Đường chuyền cột 2. Không vào. Những cơ hội vẫn còn. Đá bôi. Thầy Vĩ ơi, lão tốt quá. Ở trên anh em cứ việc đá thoải mái, ở dưới có Tuấn Vĩ lo. Ây da, ở giữa bỏ người, chủ động áp sát nhưng không phạm lỗi. Dứt điểm một chạm, nguy hiểm quá. Cảnh của diễn viên Trương Hoàng liên tục bị khai thác. Không sao, vì còn tôi ở đây. Hết giờ, kết quả hai hiệp là 5 đều. Hai đội còn ghiền quá nên tổ chức đá bên cho vui nè. Và đây là quả đá penalty của Thierry Style. Trời ơi, cái gì vậy? Anh em biết tại sao có cái lỗ này thì comment phát đi nha. 1, 2, 3, đặt lòng,
ngay góc. Ô la la, thủ môn chụp quả này bằng mắt luôn. Tuấn Vĩ sẽ đá quả cuối cùng. Kết thúc là penalty, team áo xanh chiến thắng 5-1 trước team áo vàng. Rồi, thủ tục sau trận đấu, nhặt rác cái. Sân banh không có thùng rác đâu nha. Xác định là đem hết mấy cái chai nước này về tới homestay luôn đó. Còn quả Brazuca này thì không thể nào quên cầm về đúng không anh em? Chụp hình hả? À, đợi anh xíu, anh bỏ cái này cái. Ta-da, ngoài này có cái thùng giấy, bỏ tạm vô cũng được. Xong rồi ra chụp ảnh với mấy anh em người Việt ở Osaka. Bên này có một nhóm đang khởi động, chuẩn bị đá trận sau mình. Đây một nhóm áo màu vàng đang khởi động. Này mình hỏi thì người Hàn, không phải người Nhật. Buồn quá, giờ phải lên xe về. Không lỡ lại xin đá kế tiếp. Đã banh xong rồi, giờ thì nhập tiệc thôi. Anh em có một buổi giao lưu tại London Restaurant. Và đây là Peter London, chủ chuỗi cửa hàng London tại Osaka. Bên cạnh Long là một anh bạn người Nhật đang làm quản lý marketing của đội bóng Osaka FC, nơi mà Đặng Văn Lâm từng sang thi đấu. Tiếc quá, ngày mai là rời Osaka rồi nên không thể ở lại xem bóng đá được. Hẹn một dịp khác trở lại Nhật thì nhất định sẽ xem Osaka thi đấu nha. Ô la la, kết thúc tập 1 trong hành trình đĩa bóng giao lưu tại Nhật Bản. Tour này 4 tập lận, anh em nhớ bấm đăng ký để xem tiếp những tập tiếp theo nha. Và tập 2 sẽ đi qua Kyoto, Shizuoka đã giao lưu với hai đội bóng khác trong một sân bóng trong nhà siêu độc đáo. Đừng bỏ lỡ nhé. Mình là Phạm Châu Thi. Xin chào, hẹn gặp lại.